Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 100 cái token CNT. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập cái kết quả phép tính này vào cho mình. Tiếp tục là làm các nhiệm vụ, join vào nhóm group Telegram. Rồi, quay trở lại, join tiếp vào channel. Rồi, quay trở lại. Follow Twitter, like và retweet bài đăng. Mọi người chọn theo dõi này. Sau đó thì like và repeat lại bài đăng này. Chọn tweet lại này. Rồi quay trở về bot. Mọi người kéo lên, bấm chọn đôn cho mình. Tiếp tục chọn đôn. Rồi sau đó nhập username của Twitter. Rồi chọn đôn và sau đó nhập địa chỉ ví BEP20. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.